trên toàn cầu, mở hoàn toàn đường bay quốc tế đến Việt Nam. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát hành điện văn qua đường hàng không để thông báo tới các hãng bay, người khai thác tàu bay trên toàn thế giới, việc Việt Nam dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế vận chuyển khách bằng đường hàng không. Theo thông báo này, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài được phép khai thác với tần suất đường bay giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên cơ sở các thỏa thuận tại Hiệp định Hàng không song phương, đa phương đã ký kết. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã gửi thư trực tiếp tới các nhà chức trách hàng không của các quốc gia vùng lãnh thổ nằm trong danh sách thị trường bay thí điểm trong giai đoạn đầu và từ ngày 15 tháng 2 là tất cả các thị trường mà các hãng đã khai thác trước COVID-19 để khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam. Hành khách khi nhập cảnh Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế thực hiện các quy định hiện hành về nhập cảnh và phòng chống dịch. Cục Hàng không Việt Nam cho hay, từ khi thí điểm mở lại các đường bay quốc tế tháng 1 năm 2022, Lượng khách quốc tế đi hoặc đến Việt Nam tăng lên hơn 103.000 khách trong tháng 1, đến hết ngày 14 tháng 2 là 153.000 khách. Trước khi mở lại các đường bay quốc tế thường lệ, trung bình khách quốc tế đi hoặc đến Việt Nam khoảng từ 40.000 đến 50.000 khách trên tháng. Đối với Trung Quốc, các hãng hàng không vẫn đang thực hiện chở khách chiều từ Trung Quốc vào Việt Nam, còn chiều từ Việt Nam đi Trung Quốc đang hạn chế do chính sách phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt. Theo thông tin từ Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, hiện nước này vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với các chuyến bay quốc tế. Trong nước, các hãng hàng không đang khai thác các chặng bay quốc tế là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines bay đến Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Úc, Đức, Anh, Pháp, Nga, Hoa Kỳ. Ngoài ra, một số hãng hàng không nước ngoài cũng đang khai thác các chuyến bay đến Việt Nam gồm Japan Airlines Oh, Oneworld Airways Nhật Bản, Korean Air, Asian Airlines Hàn Quốc, China Airlines, Eva Air, Starlux Đài Loan, China Southern Airlines, Xiamen Airlines Trung Quốc, Singapore Airlines, Tiger Air, Jetstar Asia Singapore, Air Asia, Malaysia Airlines Malaysia, Thai Vietjet, Thai Airways, Thai Smile Thái Lan, Cambodia Angkor Air Campuchia, Cathay Pacific, Hồng Kông Airlines, Hồng Kông, Qatar Airlines, Qatar, Emirates, UAE, Turkish Airlines, Thổ Nhĩ Kỳ, Air France, Pháp. Với việc gỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ và không thường lệ quốc tế, dự kiến lượng khách quốc tế đi hoặc đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới và mục tiêu dần khôi phục trở lại như giai đoạn trước dịch Covid-19. Trước đó, tại kết luận cuộc họp với các bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, ngoại giao. Ngày hôm qua, phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch bằng cả đường hàng không, đường bộ, đường biển từ 15 tháng 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì phối hợp để thống nhất nội dung quy định đón khách du lịch quốc tế, hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch có hướng dẫn chi tiết để tổ chức thực hiện. Về việc cấp thị thực nhập cảnh visa trong điều kiện bình thường mới, từ ngày 15 tháng 3 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa và thực hiện như trước khi có dịch, bao gồm cấp visa điện tử, miễn visa đơn phương, song phương. Việt Nam trước đây đã miễn visa đơn phương cho 13 nước và song phương cho 88 quốc gia vùng lãnh thổ. Điều đặc biệt, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế, mức phí bảo hiểm khách phải đóng trung bình khoảng 30 USD trên người để được hưởng mức bảo hiểm 10.000 USD nếu phải điều trị COVID-19 tại Việt Nam. Các dấu hiệu cảnh báo tình trạng hậu COVID cần đặc biệt lưu ý. Thưa quý vị, nhiều bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 đã gặp các triệu chứng dài dẳng, thậm chí phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có 33 đến 76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh. 20% người bệnh phải tái nhập viện. 80% người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu COVID-19. Theo đó, tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội hậu Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần thể chất và có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân, gia đình và cho xã hội. Có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu Covid-19, đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực. Người nhiễm COVID-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh có thể vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, khớp, rụng tóc, sơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh chống ngực, rối loạn nội tiết, bị huyết khối, có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa, ăn không ngon miệng, chán ăn, đau dạ dày, tiêu chảy, rối loạn vị giác hoặc khứu giác, phạt bàn. Người bệnh trong giai đoạn hậu COVID-19 cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên, không tập trung thường xuất hiện tình trạng não sương mù, nhận thức kém, đọc chậm, giảm trí nhớ ngắn hạn, thay đổi tâm trạng. Đối với người có sẵn bệnh nền như bệnh tim mạch, tiểu đường, đặc biệt là hô hấp, viêm phổi tắc nghẽn mạng tính, COPD, viêm phế quản mạn khi COVID-19 xảy ra trên nền bệnh đó có thể khiến tổn thương vốn có của họ trở nên nặng hơn. Một số người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể gặp phải các ảnh hưởng xấu tới đa cơ quan hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài, kèm theo các triệu chứng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Không chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng lâm sàng kể trên, Người bệnh còn có thể xuất hiện những bất thường cận lâm sàng như tăng men tim kéo dài, rối loạn đường huyết, rối loạn hormone giáp, giảm độ lọc cầu thận, rối loạn chức năng hô hấp, giảm độ khoách tán phổi, hạn chế dung tích phổi, bất thường hình ảnh học, sơ phổi, giãn phế quản trên CT scan ngực dối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim. Dù đã khỏi covid 19, người bệnh cần phải tiếp tục theo dõi và nâng cao sức khỏe toàn diện, phục hồi chức năng vật lý trị liệu, dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần giấc ngủ, tập thở hít vào thở ra chậm, hít sâu dần dần và thở ra nhẹ nhàng không vội vã và nhịp độ tăng lên từng ngày. Tập thể dục hàng ngày, vận động nhẹ nhàng như đi bộ chậm, tập thể dục nhẹ, đạp xe đạp rất chậm, tập dưỡng sinh tập theo các chương trình thể dục trên đài truyền hình mỗi sáng lúc 5 giờ, nếu tự tập phải đảm bảo 30 phút hàng ngày. Đi bộ, một nghiên cứu năm 2011 cho thấy, người trưởng thành khỏe mạnh có thể đi bộ khoảng từ 4.000 đến 18.000 bước trên ngày, tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên, mục tiêu 10.000 bước trên ngày là khá phù hợp cho người trưởng thành khỏe mạnh. Dinh dưỡng đúng, nên chia bữa ăn thành 3 đến 5 bữa mỗi ngày tùy theo sức ăn của người bệnh và kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn, nên ăn nhiều rau, trái cây, uống đủ nước, uống thêm nước ép trái cây, uống sữa, ăn chuối chín để bổ sung kali. Nên ăn các loại thực phẩm có nhiều vi chất như cá, tôm, cua, hào, nhiều sò. Chăm sóc sức khỏe tinh thần, ngủ đủ giấc, nghe nhạc thư giãn và trao đổi thông tin với mọi người xung quanh để cuộc sống trở lại bình thường. Hà Nội lên kịch bản xử lý tình huống học sinh tiểu học là F0 tại trường. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, tại trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình, đã tổ chức diễn tập công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Buổi diễn tập của trường tiểu học Kim Đồng gồm 5 tình huống điển hình. Hướng dẫn học sinh vào trường đảm bảo công tác phòng chống dịch. Khi đến cổng trường, học sinh đi vào theo 3 hàng đã kẻ phân chia khoảng cách theo hàng rào barrier. Mỗi hàng sẽ bố trí giáo viên trực tuần hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt, sắt khuẩn tay và đi theo hàng, theo luồng lên lớp học. Mỗi cầu thang sẽ có giáo viên trực chỉ dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện theo quy định. Giáo viên trực tuần hướng dẫn học sinh đi từ cổng trường đến các bàn đo thân nhiệt. Sau khi đo thân nhiệt, những học sinh có nhiệt độ dưới 37,5 độ C được các thầy cô giáo hướng dẫn lên lớp. Trong thời gian học tập tại trường, nhà trường đã sắp xếp cho học sinh di chuyển theo mô hình bong bóng, tức là đường di chuyển khép kín hạn chế tiếp xúc lây lan dịch bệnh. Có sơ đồ cụ thể phân chia các khối lớp đi theo các cầu thang và sử dụng nhà vệ sinh theo khu vực. Nếu tại cổng vào của trường học sinh được kiểm tra thân nhiệt, sau khi đo thì phát hiện học sinh có nhiệt độ từ 37,5 độ C, đo lại 3 lần đều có nhiệt độ từ 37,5 độ sẽ cách ly ngay. Giáo viên, nhân viên đo thân nhiệt liên hệ cán bộ y tế trực tại phòng y tế nhà trường ra tiếp cận, hướng dẫn và đưa học sinh vào phòng cách ly, cho học sinh nghỉ ngơi, hỏi han tình hình sức khỏe, trần an tinh thần và đo thân nhiệt bằng nhiệt kế thủy ngân và thông báo gia đình kết hợp điều tra dịch tễ đối với tình huống khi có phụ huynh báo xin phép học sinh nghỉ học vì nhiễm COVID-19. Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt thông tin cụ thể qua điện thoại, động viên học sinh và gia đình học sinh là F0, đồng thời báo cáo ban giám hiệu nhà trường. Tại lớp giáo viên chủ nhiệm, tổ chức tiến hành xác định những học sinh trong lớp học có tiếp xúc gần để đánh giá nguy cơ cao và đề xuất. Ban giám hiệu thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn mới của Liên ngành Y tế và Giáo dục Đào tạo thành phố. Nhà trường chuẩn bị 3 phòng, gồm một phòng y tế dành cho những học sinh cần chăm sóc y tế mà không có dấu hiệu dịch tễ, phòng cách ly 1 dành cho học sinh có dấu hiệu ho, sốt nghi nhiễm COVID-19, phòng cách ly 2 dành cho những học sinh F0. Trong quá trình học tập trên lớp, phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, mất vị giác, khứu giác nghi nhiễm COVID-19, giáo viên chủ nhiệm lớp tạm dừng việc giảng dạy, tạm thời cách ly học sinh tại chỗ và báo cáo ban giám hiệu nhà trường. Tình huống cuối cùng khi học sinh ra về khi kết thúc buổi học với tình huống này, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh ra khỏi lớp, xếp hàng trên hành lang có dán dấu đôi chân và di chuyển ra cổng theo hướng quy định, nhắc nhở học sinh đi giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết. Kết thúc buổi học, bộ phận lao công thực hiện nhiệm vụ vệ sinh theo quy định, khử khuẩn phòng học, tay nắm cửa, cầu thang, hành lang. Trong suốt buổi học, lớp học luôn mở thông thoáng và không sử dụng điều hòa. Tại buổi diễn tập, cô Nguyễn Thị Vân Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, Ba Đình cho biết, năm học 2021-2022 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học, đồng thời khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. Theo cô Nguyễn Thị Vân Anh, nội dung diễn tập để nhà trường làm tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường từ ngày 21 tháng 2 tới đây. Cùng với đó, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, F0, nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần F1 tại nhà trường đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép vừa dạy học, vừa phòng chống dịch hiệu quả, hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của nhà trường. Tế cấp phép 3 loại thuốc chứa Monupiravi sản xuất trong nước Theo đó, Cục Quản lý Dược cấp phép cho 3 loại thuốc gồm Moravi 400, hàm lượng Monupiravi 400mg, dạng viên năng cứng do công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất, Movinavi, hàm lượng 200mg, Monupiravi, dạng viên nang cứng do công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekofa sản xuất. Monuporavi Stella 400, hàm lượng 400mg Monupiravi, dạng viên nang cứng do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm, chi nhánh 1 sản xuất. Việc cấp phép cho các loại thuốc này có hiệu lực 3 năm từ ngày ký ban hành quyết định. Trước đó, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế đã họp đồng ý đề xuất Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir có chỉ định điều trị COVID-19. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc sản xuất theo đúng hồ sơ, tài liệu đăng ký với Bộ Y tế, phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp báo cáo theo quy định ngoài ra cục cũng đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh các cán bộ y tế cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thông báo cho bệnh nhân về các lợi ích rủi ro khi sử dụng thuốc các phương pháp điều trị các thuốc khác có thể thay thế monupiravir trong điều trị covid 19 đồng thời cục yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi giám sát phát hiện các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của thuốc nếu có gửi báo cáo về Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc tại Hà Nội, hoặc Trung tâm Khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. Trong quá trình lưu hành thuốc, căn cứ vào việc theo dõi, cập nhật thông tin về độ an toàn, hiệu quả của ba loại thuốc trên, Cục Quản lý Dược cho biết có thể quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành đã cấp này theo quy định của khoản 1, điều 58 luật dược. Thành phố Hồ Chí Minh 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại. Thưa quý vị, sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp từ 14 đến 16 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay, tỷ lệ trẻ mầm non đến trường đạt 66,33%, học sinh cấp tiểu học đạt 95,99% cấp trung học cơ sở đạt 96,89% và cấp trung học phổ thông là 98,93%. Nhìn chung, các trường học tổ chức nhiều hoạt động đón trẻ em, học sinh đến trường chu đáo, đảm bảo phòng chống dịch, tạo tâm lý phấn khởi cho các thầy cô và học sinh. Trong ngày đầu tiên đi học lại, ngành giáo dục phát hiện 27 học sinh là F0. Ngày 15 tháng 2 có 50 em, ngày 16 tháng 2 có 86 em. Theo đánh giá, những ngày tới, số F0 là trẻ em sẽ tăng nhẹ, với sự phối hợp hỗ trợ của y tế địa phương trong xử lý các ca bệnh và phòng dịch, các trường vẫn đảm bảo dạy học theo kế hoạch. Về phương án tổ chức dạy học theo cấp độ dịch, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Công tác Giáo dục Chính trị, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 2 tuần vừa qua, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy trực tiếp theo cấp độ 1 vùng xanh. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đánh giá lại cấp độ dịch theo quy định mới của Bộ Y tế. Tuy có sự thay đổi cấp độ dịch nhưng chỉ ở cấp phường, xã vì vậy, các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện theo quy định chung ở cấp độ 1. Trong tình hình dịch COVID có diễn biến phức tạp hơn, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các quận, huyện sẽ có sự điều chỉnh. ngành giáo dục và y tế sẽ phối hợp có hướng dẫn cụ thể hơn trong thời gian tới. Đại diện Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục chưa thể thực hiện ngay các hoạt động phục vụ tại căn tin vì thiếu cơ sở vật chất, học sinh đến trường cũng chưa đầy đủ. Vì vậy, phụ huynh còn vất vả trong việc đưa đón trẻ học hai buổi. Tình trạng này sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới. Phản hồi về thông tin khi có F0 trong lớp, học sinh lớp 1 phải cách ly 14 ngày. Ảnh hưởng đến việc học trực tiếp và chưa đúng với quy định mới của Bộ Y tế, ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng công tác giáo dục chính trị, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, quy định xác định F0, F1 vẫn đang thực hiện theo văn bản của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh lớp 1 là F1 chưa được tiêm vaccine nên phải cách ly tại nhà 14 ngày trớ trêu khi là người duy nhất không mắc COVID-19 trong nhà. Thưa quý vị, sống giữa các F0, thành viên duy nhất trong nhà âm tính với COVID-19 lại bị cách ly tại phòng riêng. Cao Thu Hiền, 22 tuổi, ở Nghệ An, thở phào khi mẹ âm tính với COVID-19 sau 7 ngày phát hiện bệnh. Bố và chị gái cô cũng đã bình phục. Cuối cùng, cô cũng được ăn cơm cùng gia đình. Suốt hơn 10 ngày, Thu Hiền chỉ loanh quanh trong phòng riêng, Cô cho biết mẹ là người dương tính với COVID-19 đầu tiên trong nhà do lây nhiễm từ một vị khách tới chúc Tết. Sau đó, các thành viên còn lại đi xét nghiệm ở trạm xá và Thu Hiền là người duy nhất cho kết quả âm tính. Kể từ đó, gia đình cô chia thành hai phe, phe F0 và phe F1. Trong khi bố mẹ và chị gái sinh hoạt cùng nhau ở tầng 1, cô lại bị cách ly. Đáng lẽ tôi nên là người chăm lo cho các thành viên còn lại. Thế nhưng, bố mẹ tôi không chịu được sự bức bối nếu phải ở trong phòng riêng 24 trên 7. Do đó, tôi chấp nhận tự cách ly để cả nhà có không gian sinh hoạt thoải mái hơn. Sinh viên năm cuối kể lại, số ca mắc COVID-19 trên cả nước tiếp tục có xu hướng tăng nhanh và liên tục vượt mức của 24 giờ trước đó, tăng gần 3.000 ca. Trước Tết Nguyên đán, các chuyên gia y tế cũng đã dự báo trước xu hướng này khi mức độ giao lưu đi lại của người dân tăng cao. Tình huống giở khóc giở cười cũng từ đó xảy ra ở một số gia đình có nhiều người mắc COVID-19 những F1 duy nhất trong nhà lại trở thành đối tượng bị cách ly, chấp nhận nhường không gian sinh hoạt rộng rãi hơn cho các thành viên khác nhiễm bệnh. Thậm chí, thay vì lo lắng cho người bệnh, họ lại được F0 chăm sóc, cung cấp bữa ăn riêng. Với Thu Hiền, 10 ngày qua là trải nghiệm đáng nhớ và khá may mắn. Mẹ cô vẫn đảm nhận công việc nội trợ trong lúc mắc bệnh, nhưng Thu Hiền vẫn âm tính sau nhiều ngày ăn cơm mẹ nấu. Xong, đồng thời cô cảm thấy có chút tủi thân khi rơi vào tình cảnh ngược đời. Trong khi bố mẹ và chị gái dùng bữa chung với nhau, cô lại lủi thủi trên phòng một mình, bầu bạn với mèo cưng. Trong hai tuần qua, tôi thèm được ăn cơm với gia đình. Thật may cả nhà đã bình phục sau 7 ngày để tôi có thể quay quần bên bố mẹ và chị gái trước khi lên Hà Nội. Cuối tháng 2, trường tôi chính thức đón sinh viên trở lại học trực tiếp, cô cho biết. Trần Nguyễn Anh Châu, 25 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng bất đắc dĩ bị cách ly vì là thành viên âm tính COVID-19 duy nhất trong nhà cuối tháng 12 năm 2021, trong thời gian cô ở quê nhà tại tỉnh Bình Dương, gia đình 6 người của anh Châu lần lượt trở thành F0. Ở lần xét nghiệm đầu tiên, bố, chị gái, anh rể và cháu cô được phát hiện nhiễm bệnh. Ba ngày sau, mẹ cô cũng cho kết quả dương tính COVID-19. Kể từ đó, các thành viên gia đình đều đeo khẩu trang và có riêng một chai cồn để sát khuẩn tay, cũng như khử trùng những nơi thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa. Suốt 10 ngày, anh Châu dành phần lớn thời gian ở một mình. Sau khi mẹ nấu cơm xong, cô sẽ tự ra lấy một suất để ăn một mình. Và ngày đầu, cô đeo khẩu trang ngay cả lúc ngủ vì sợ cháu bất ngờ vào phòng riêng. Nhà có trẻ nhỏ, chưa ý thức được về việc lây nhiễm cho người khác nên tôi kỹ tính hơn. Mọi người cũng hạn chế tiếp xúc tối đa để bảo vệ sức khỏe cho F1 duy nhất trong gia đình, cô kể lại. Vì công ty có chính sách work from home, công việc của Châu Anh gần như không bị ảnh hưởng. Nỗi lo lắng lớn nhất của Châu Anh chỉ là tâm lý nghi ngờ bản thân âm tính giả tôi tiếp xúc gần với chị gái và cháu, xong lại có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, sau vài ngày cách ly, tôi vẫn không có triệu chứng gì nên trở nên lạc quan hơn. Cô nói, suốt gần 2 tuần qua, gia đình chị Hương Trang, 32 tuổi ở Hải Phòng, nghi ngút khói sông mùi chanh xả và gừng. Máy giặt và máy sấy quần áo cũng hoạt động hết công suất kể từ khi bốn thành viên trong nhà mắc Covid-19. Người duy nhất không nhiễm bệnh là chồng chị. Chia sẻ với báo chí, chị Hương Trang cho biết, thời điểm phát hiện mình và con gái chưa đầy 3 tuổi dương tính với COVID-19, chị rất bàng hoàng. Gia đình không xác định được nguồn lây và cũng không còn tâm trí để truy vết. Người lớn đều đã tiêm vaccine nên chỉ lo cho hai con nhỏ, chị kể lại. May mắn thay, con gái 11 tuổi và chồng chị cho kết quả âm tính. Tính phương án cách ly là điều đầu tiên gia đình bàn đến. Do căn hộ không có đủ phòng, con gái lớn được gửi sang nhà ông bà ngoại. Ngoài ra, vì số lượng F0 trong gia đình áp đảo, con nhỏ cần không gian sinh hoạt, chồng chị đồng ý tự cách ly trong căn phòng 13m2 suốt một tuần. Chị Hương Trang cho biết, hàng ngày, chị chuẩn bị đồ ăn và đưa tận cửa phòng cho chồng. Cả người nhận và người đưa đều đeo găng tay, khử khuẩn cẩn thận. Mọi liên lạc đều qua điện thoại. Nhiều lúc gọi video, tôi thấy chồng đeo cả khẩu trang lúc ngủ. Quần áo của anh ấy cũng được giặt riêng. Tôi thấy F1 còn bí bách hơn cả F0. Chị chia sẻ. Sau một tuần, Mẹ chồng chị đã bình phục và chồng vẫn cho kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, vào cùng ngày, con gái lớn lại mắc Covid-19 và trở về từ nhà ông bà ngoại. Vì chỉ số CT thể hiện nồng độ SARS-CoV-2 của hai bé đều cao, có nguy cơ lây nhiễm lớn, chồng chị không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cách ly ở phòng riêng, chưa những lúc đi làm. Sau đó vài ngày, chị Hương Trang cũng đã hồi phục. Đến nay, gia đình chỉ còn hai con nhỏ mắc bệnh. Tôi thường trêu chồng là loài quý hiếm cần bảo tồn vì duy trì trạng thái F1 suốt thời gian qua. Hy vọng các con sớm khỏe để được tiếp xúc với bố, chị nói. Tính đến ngày hôm qua, số ca mắc Covid-19 trên cả nước tiếp tục có xu hướng tăng nhanh và liên tục vượt mức của ngày trước đó. Tổng số ca mắc mới trong ngày là 34.723, ghi nhận tại 63 tỉnh thành phố. Song song với đà tăng của cả nước, Hà Nội vẫn dẫn đầu về số trường hợp dương tính trong ngày với 3.888 F0 được phát hiện. Trước Tết Nguyên đán, các chuyên gia y tế cũng đã dự báo trước xu hướng này khi mức độ giao lưu đi lại của người dân tăng cao. Tuy nhiên, số người tử vong do COVID-19 thời gian này vẫn ở ngưỡng thấp, dưới 100 người trên ngày, phần nào cho thấy nguy cơ trong thời điểm này không quá lớn. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình đến cho quý vị và các bạn. Để lùi dịch bệnh, kính mong quý vị và các bạn cùng thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế để bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng. Để xây dựng và phát triển, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại